Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt sách Chân Trời Sáng Tạo, chủ đề 34, gửi lời chào lớp 1. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học bài 1, buổi học cuối năm, phần 1, tiết 1 và tiết 2. Bây giờ trước khi vào bài học, cô giáo và các em sẽ cùng nhau quan sát bức tranh sau. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh là hình ảnh gì. À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một lớp học đấy của các con vật đấy các em ạ. Và trong lớp học thì chúng ta quan sát thấy, em thấy những gì trong bức tranh? À các em ạ, trong lớp học này đó là lớp học của các loài vật. Và đây là buổi học cuối năm, do đó các bạn đang bàn nhau là sau khi nghỉ hè thì sẽ đi đâu và làm gì đấy. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay, buổi học cuối năm, để xem các bạn làm gì vào dịp hè nhé. Bây giờ các em hãy cùng nghe cô giáo đọc bài và đọc thầm theo cô. Buổi học cuối năm, cả lớp náo nức chờ buổi học cuối năm, vì sau đó bạn nào cũng được nghỉ hè. Chích chè liến thoắng, tớ về rừng núi quê hương. Nhạn bé líu lo, mình sẽ ra biển. Chào mào reo, tớ về quê ngoại. Buổi học bắt đầu, cô giáo sơn ca bảo ve sầu đệm đàn, vành khuyên ngâm thơ, bỗng bổ câu gật gù thút thít. Rồi sáo nâu, khứu non, nhạn bé òa khóc. Cô giáo sơn ca cũng rươm rướm nước mắt, nhưng rồi cô mỉm cười và bắt nhịp hát. Vui vui hè về, ve ve hè về. Thế là cả lớp lại cười tươi và hát véo von. Như vậy các em vừa nghe cô giáo đọc mẫu bài buổi học cuối năm. Để học tốt được bài này, các em cần lưu ý một số tiếng từ khó, dễ nhầm lẫn. Chúng ta hãy đọc theo cô nhé. Náo nức. Náo nức. Chúng ta phát âm là N. Cuối năm. Cuối năm. Tiếng năm chúng ta đọc là N. Liến thoắng. Liến thoắng. Chích chè. Chích chè. Rừng núi. Rừng núi. Líu lo. Líu lo. Tiếp tục các em đọc cho cô từ sau. Vành khuyên. Vành khuyên. Sáo nâu. Sáo nâu. Sơn ca. Sơn ca. Như vậy cô hướng dẫn các em luyện đọc một số tiếng từ khó ở trong bài. Khi đọc các em cần lưu ý một số tiếng từ khó này nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm trong bài đọc tiếng có vần yêu, vần ui và vần ui. Nhiệm vụ của các em là phải đọc thầm lại bài đọc và tìm trong bài đọc tiếng có chứa vần yêu, vần ui và vần ui. Các em ạ, trong bài đọc tiếng có chứa vần yêu đó là tiếng líu. L yêu lưu sắc líu, tiếng líu có âm L đứng trước, vần yêu đứng sau. Thanh sắc trên y. Tiếp tục chúng ta tìm được tiếng có vần ui, đó là tiếng núi. N ui nui sắc núi, tiếng núi có âm N đứng trước, vần ui đứng sau. Thanh sắc trên u. Tiếp tục chúng ta tìm tiếng có vần ui, đó là tiếng buổi. Bờ ui buôi hỏi buổi, tiếng buổi có âm bờ đứng trước, vần ui đứng sau. Thanh hỏi trên ô. Chúng ta cùng nhau đọc lại các tiếng này nhé. Líu, núi, buổi. Tiếp tục, bây giờ các em hãy tìm cho cô giáo ở ngoài bài đọc từ ngữ chứa tiếng có vần yêu, vần ui và vần ui. Cô giáo có một số từ mẫu sau.
trĩu quả. Trong từ trĩu quả thì tiếng trĩu có chứa vần yêu. Dế chuỗi, dế chuỗi, tiếng chuỗi có chứa vần ui. Ruộng muối, trong từ này tiếng muối có chứa vần ui. Ngoài ra các em có thể tìm thêm một số tiếng từ khác ở ngoài bài có chứa vần yêu, vần ui và vần ui nhé. Cô giáo có một số câu mẫu sau. Vườn cây trĩu quả, trong câu này tiếng trĩu có chứa vần yêu. Dế chuỗi làm cho đất tơi xốp, trong câu này thì tiếng chuỗi có chứa vần ui. Ven biển miền Trung có nhiều ruộng muối, trong câu này thì tiếng muối có chứa vần ui. Như vậy chúng ta đã tìm được những từ ngữ ở ngoài bài chứa tiếng có chứa vần ui, vần yêu và vần ui. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài. Buổi học cuối năm. Cả lớp náo nức chờ buổi học cuối năm, vì sau đó bạn nào cũng được nghỉ hè. Chích chòe liến thoắng, tớ về rừng núi quê hương. Nhạn bé líu lo, mình sẽ ra biển. Chào mào reo, tớ về quê ngoại. Buổi học bắt đầu, cô giáo sơn ca bảo ve sầu đệm đàn, vành khuyên ngâm thơ, bỗng bổ câu gật gù thút thít. Rồi sáo nâu, khứu non, nhạn bé òa khóc. Cô giáo sơn ca cũng rươm rướm nước mắt. Nhưng rồi cô mỉm cười và bắt nhịp hát. Vui vui hè về, ve ve hè về. Thế là cả lớp lại cười tươi và hát véo von. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc qua phần trả lời các câu hỏi nhé. Câu hỏi thứ nhất. Bài đọc cho biết cả lớp náo nức chờ điều gì? Các em ạ, trong buổi học cuối năm thì cả lớp náo nức chờ buổi học cuối năm đấy. Đây là buổi học kết thúc chương trình học của một lớp học. Và các bạn sau một năm học tập vất vả, miệt mài và rất là náo nức chờ buổi học cuối cùng của năm học đấy. Câu 2. Đọc lời của Trích Chòe, nhạn bé, chào mào. Lời của Trích Chòe vào buổi học cuối năm như sau. Tớ về rừng núi quê hương. Còn nhạn bé thì nói, mình sẽ ra biển. Chào mào thì nói, tớ về quê ngoại. Tiếp tục câu hỏi 3. Nêu một, hai việc dự định sẽ làm trong kỳ nghỉ hè sắp tới. Ở câu này là câu hỏi mở. Các em có thể tự nêu một hoặc hai việc mà em sẽ dự định sẽ được làm trong dịp nghỉ hè tới các em nhé. Sẽ chia sẻ cùng bạn bên cạnh của mình. Ví dụ như vào về nghỉ hè thì chúng ta sẽ có thể có bạn được về quê ngoại này, hoặc có bạn thì được đi du lịch này, có bạn thì được đi tắm biển, có bạn thì được bố mẹ cho đi học vẽ hoặc là đi học múa. Đó, như vậy chúng ta sẽ chia sẻ với bạn bè của mình về một hoặc hai việc mà mình sẽ làm trong dịp hè tới nhé. Như vậy cô trò chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài học buổi học cuối năm. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài nhé. Buổi học cuối năm. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.